Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tới Mắt. Mình là Quỳnh. Cách đây không lâu thì Nokia đã cho ra mắt chiếc điện thoại Nokia X6 và chiếc điện thoại này đã hết hàng ngay từ 15 giây đầu tiên mở bán tại Trung Quốc. Tuy là nó có sức không như vậy nhưng mà nó cũng nhận rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều từ fan của Nokia hoặc là những cái người mà yêu công nghệ, bởi vì Nokia X6 đã đánh dấu một cái cột mốc, đó là Nokia đã đi theo trào lưu tay thỏ rồi. Có nhiều người còn có một cái nhận định là Nokia với việc đi theo trào lưu tay thỏ đã đánh mất đi chính bản thân của mình. Và ngày hôm nay thì Quỳnh muốn mời các bạn cùng Quỳnh mở hộp chiếc điện thoại Nokia X6 để xem thử nhận định đó có đúng hay không nhé. Đầu tiên nói về chiếc hộp thì chúng ta sẽ có một cái chiếc hộp hình vuông vức như thế này đây. Ở trên là hình ảnh chiếc điện thoại Nokia, cái biểu tượng nắm tay như thế này, cùng với logo Nokia, Nokia X6 và một cái logo Android. Phía sau thì chúng ta sẽ có một vài những cái thông số cơ bản cùng với hình của sản phẩm. Đây cũng là một cái lối thiết kế hộp khá là quen thuộc của Nokia. Ok, bây giờ thì chúng ta hãy tiến hành mở hộp nhé. Bên trong chiếc hộp thì chúng ta sẽ thấy được ngăn làm hai phần nữa. Bên này là nhân vật chính của chúng ta. Ok, để qua một bên. Ở trong này thì chúng ta sẽ có một cái dây sạc Type-C và một cái củ sạc. Và đây, cái cổng đầu ra của cái củ sạc này là 5V và 2A. Đây không phải là một cái củ sạc nhanh. Chúng ta sẽ không có một cái tai nghe nào đi kèm hết. Điều này mình thấy khá là lạ, bởi vì trước đây thì mình thấy Nokia thường là cho tai nghe đi kèm. Chắc là cái việc này để giảm bớt chi phí cho nhà sản xuất chẳng hạn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái que chụp SIM nè, một cái sách hướng dẫn sử dụng và một cái bao cao su. Đầu tiên khi mà vừa cầm vào cái sản phẩm này thì mình thấy nó có một cái kích thước rất là gọn gàng. Nếu như mà so với một cái sản phẩm cũng ra mắt cách đây không lâu, đó là Nokia 7 Plus, thì mình thấy cái chiếc điện thoại này nó gọn hơn hẳn luôn. Cảm giác cầm nắm thì nó nằm trọn ở trong lòng bàn tay mình luôn. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái phần lưng được làm bằng kính. Ở trên này thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera với hai camera và một cái đèn flash LED nè. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến vân tay nữa. Và cuối cùng đó chính là dòng chữ Nokia rất đặc trưng. Cạnh trên chúng ta sẽ có một cái jack cắm tai nghe 3.5mm cùng với một cái mic phụ nè. Cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái khe SIM line. Cạnh phải thì chúng ta sẽ có cụm phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn. Và cái cụm phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn này thì mình thấy nó khá là lạ khi mà so với những cái chiếc smartphone hiện nay, đó là nó được thiết kế nằm ép vào cái khung viền này luôn. Cho nên khi mà nhìn vào thì mình thấy nó rất là thẩm mỹ, nó không có bị lộ lên quá nhiều. Nhưng mà đối với mình nha thì mình cảm thấy cái cảm giác bấm của nó lại không có được độ nảy, nó không được tốt và cảm giác bấm của nó lại không đã. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có loa ngoài, cổng Type-C và mic thoại. Ở bên trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình tai thỏ. Và cái màn hình này nó có kích thước là 5.8 inch, tỷ lệ hiển thị là 19:9 với độ phân giải là Full HD Plus. Và ở phần tai thỏ này thì chúng ta sẽ có một cái camera, một cái loa thoại và một cái cảm biến tiệm cận. Với cái việc là sử dụng tấm nền IPS thì mình cảm thấy nhìn chung cái màn hình này nó cũng khá là ổn. Độ sáng như vậy cũng rất là tốt và mình nghĩ là nó có thể sử dụng tốt ở ngoài trời nắng gắt. Còn về màu sắc thì mình cảm thấy là cái màu sắc trên cái màn hình này nó nằm ở mức độ trung tính, tức là không quá rực nhưng mà nó cũng không quá nhạt. Ở phần tai thỏ thì chúng ta sẽ có cái tai thỏ bên trái là chứa giờ cũng như là wifi, còn cái tai thỏ bên phải thì là để hiển thị pin và mạng. Một điều mình muốn nói nữa về cái phần tai thỏ cho chiếc điện thoại Nokia X6 này, đó là hồi trước thì mình có thấy một vài chiếc điện thoại Android cũng có tai thỏ, thì cái phần màu sắc ở trên cái thanh hiển thị cùng với cái màu sắc ở phần dưới màn hình thì nó có hơi chênh lệch một chút xíu. Nhưng mà ở Nokia X6 thì nó không như vậy, nó giống như iPhone X. Hai cái màu này nó giống nhau, cho nên là nhìn vào thì mình sẽ cảm thấy được cái sự liền mạch của chiếc điện thoại này nhiều hơn. Nói về cấu hình thì Nokia X6 sử dụng con chip Qualcomm Snapdragon 636, RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB cùng với dung lượng pin là 3060mAh. Bên cạnh đó thì chiếc điện thoại này được chạy trên hệ điều hành Android 8.1. Nhưng mà các bạn cần lưu ý một cái điều, đó là với hệ điều hành Android 8.1 này, nhưng mà chúng ta sẽ không có bất cứ một cái dịch vụ của Google nào cả, giống như là CH Play chẳng hạn. Lý do là bởi vì Nokia X6 chỉ mới được bán ra tại thị trường Trung Quốc mà thôi, chứ chưa được bày bán ở bất cứ một thị trường nào khác cả. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về camera của chiếc điện thoại này. Đầu tiên là về phần camera sau, chúng ta sẽ có hai camera với độ phân giải lần lượt là 16 và 5 megapixel. Với cái cụm camera kép như thế này thì tất nhiên là chúng ta sẽ có thêm chế độ xóa phông nữa. Còn về phần camera trước thì chúng ta sẽ có một cái camera đơn với độ phân giải là 16 megapixel. Tóm lại một chút về những cái ý kiến của mình khi mà mình vừa mới mở hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc điện thoại này, đó là mình
mình khá ưng ý với Noga X6, cả về cái thiết kế nhỏ gọn, sang trọng và đơn giản của nó nè, lẫn nó sử dụng một cái con chip Snapdragon 636 là một con chip khá là ngon ở trong tầm giá. Theo mình thì mình chỉ có thể trừ điểm Noga X6 ở một điểm thôi, đó chính là hiện tại nó chỉ có bản Trung Quốc và nó không có những cái ứng dụng của Google. Còn các bạn khán giả của Tết Mắt thì sao? Các bạn nghĩ như thế nào về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment cùng với Tết Mắt thảo luận nhiều hơn nhé. Xin được cảm ơn Di Động Việt vì đã hỗ trợ Tết Mắt thực hiện video này. Và hiện tại Noga X6 đã được bán ra tại Di Động Việt với giá là 6.500.000 đồng. Còn bây giờ thì Quỳnh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác của Tết Mắt. Bye bye.